tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị, liên quan đến sới bạc vừa được triệt xóa tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn sáng ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tri Tôn thông tin nhanh, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của gia đình ông Châu Sùa, sinh năm 1955, thuộc ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, thì công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bất ngờ ập vào, phát hiện thấy có công an các con bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, bốn đối tượng là Nguyễn Hồng Kiệt, sinh năm 1991, trú tại huyện Tri Tôn, Huỳnh Văn Cưng, sinh năm 1991, trú tại huyện An Phú, Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1980, trú tại huyện Tịnh Biên, và Nguyễn Văn Quốc Tăng, sinh năm 1989, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cùng 5 đối tượng khác đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được 7 xe mô tô, 2 xe ô tô, 4 bộ bài tây 52 lá, 1 bộ hột xí ngầu, 10 điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trên 105 triệu đồng tiền trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan khác.